Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm cho bài giảng. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 4, trang 164 đến 166 nha. Trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Hôm nay mình sẽ ôn tập về biểu đồ nha. Trước hết là có số 1, dựa vào biểu đồ dưới đây hãy trả lời các câu hỏi sau. Giờ như vậy là mình sẽ có một cái biểu đồ. Số hình của bốn tổ đã cắt được. Như vậy là tổ 1 cắt được hai hình tam giác, hai hình vuông. Còn tổ 2 cắt được một hình tam giác, một hình vuông và hai hình chữ nhật. Tổ 3 cắt được một hình tam giác, hai hình vuông và một hình chữ nhật. Còn tổ 4 thì cắt được hai hình vuông, hai hình chữ nhật. Giờ câu ai người ta hỏi là cả bốn tổ cắt được bao nhiêu hình? Như vậy là người ta hỏi cả bốn tổ thì mình sẽ đếm tất cả các hình của bốn tổ, đúng không? Như vậy tổ 1 cắt được 4 hình. Tổ 2 4 hình, tổ 3 cũng 4 hình, tổ 4 cũng 4 hình. Như vậy là 4 x 4 là 16. Như vậy là cả 4 tổ cắt được 16 hình, đúng không? Giờ như vậy là mình trả lời phía dưới đây là cả 4 tổ cắt được 16 hình nhé. Giờ tiếp theo, trong đó có bao nhiêu hình tam giác? Giờ muốn biết bao nhiêu hình tam giác thì mình sẽ đếm 1 2 3 4, đúng không? Như vậy là có tất cả là 4 hình tam giác. Tiếp theo là người ta hỏi là có bao nhiêu hình vuông. Như vậy mình sẽ đếm coi bao nhiêu hình vuông này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy có tất cả là 7 hình vuông, đúng không? Qua bao nhiêu hình chữ nhật mình đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy là 5 hình, 5 hình chữ nhật. Giờ như vậy là câu A mình trả lời là cả 4 tổ cắt được 16 hình. Trong đó 4 hình tam giác, 7 hình vuông và 5 hình chữ nhật nha. Giờ câu B người ta hỏi là tổ 3 cắt được nhiều hơn tổ 2 bao nhiêu hình vuông, nhưng ít hơn tổ 2 bao nhiêu hình vuông. Giờ như vậy là trước hết mình xem tổ 2 cắt được bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình chữ nhật nha. Như vậy tổ 2 cắt được một hình tam giác, đúng không? Thì mình sẽ điền đây sẽ là tổ 2 cắt được một hình tam giác, một hình vuông, đúng không? Và hai hình chữ nhật, đúng không? Còn tổ 3 thì cắt được bao nhiêu? Tổ 3 thì mình thấy là cắt được một hình tam giác, đúng không? Hai hình vuông. Và một hình chữ nhật thôi. Giờ như vậy mình sẽ kết luận câu B nhé. Như vậy là người ta nói là tổ 3 cắt được nhiều hơn tổ 2 bao nhiêu hình vuông. Như vậy tổ 3 cắt được 2 hình vuông, tổ 2 cắt được 1 hình vuông. Có nghĩa là tổ 3 cắt được nhiều hơn tổ 2 sẽ là 1 hình vuông, đúng không? Nhưng mà ít hơn tổ 2 bao nhiêu hình chữ nhật. Như vậy mình thấy là tổ 2 thì cắt được 2 hình chữ nhật, còn tổ 3 thì cắt chỉ được 1 hình chữ nhật. Như vậy mình kết luận là nhưng ít hơn tổ 2 là 1 hình chữ nhật nhé, đúng không? Giờ như vậy là câu B mình trả lời là tổ 2 cắt được một hình tam giác, một hình vuông, hai hình chữ nhật. Tổ 3 cắt được một hình tam giác, hai hình vuông, một hình chữ nhật. Vậy tổ 3 cắt được nhiều hơn tổ 2 là một hình vuông, nhưng ít hơn tổ 2 là một hình chữ nhật nhé. Giờ như vậy là mình xong câu số 1, mình sẽ qua tiếp câu số 2 luôn nhé. Giờ câu số 2, biểu đồ dưới đây nói về diện tích của ba thành phố của nước ta theo số lượng năm 2002 nhé. Giờ như vậy mình xem biểu đồ. Như vậy là mình thấy là Hà Nội thì sẽ có diện tích là 921 km², đúng không? Hà Nội là 921 km² nhé. Đà Nẵng thì sẽ có diện tích là 1255 km². Còn thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ có diện tích là 2095 km², đúng không? Giờ sau khi xem biểu đồ mình trả lời các câu hỏi nha. Giờ câu A người ta hỏi là diện tích Hà Nội là bao nhiêu km²,
Diện tích Đà Nẵng là bao nhiêu km vuông và diện tích thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu mét km vuông? Như vậy là lúc nãy mình vừa mới xem xong biểu đồ thì mình thấy là diện tích Hà Nội sẽ là 921 km vuông đúng này. Nhưng mà sẽ điền chỗ này sẽ là 921 km vuông nhé. Giờ tiếp theo là diện tích Đà Nẵng sẽ là bao nhiêu km vuông? Như thế là lúc mình vừa mới xem xong thì diện tích Đà Nẵng sẽ là 1.255 đúng không? Km vuông nhé. Giờ tiếp theo là diện tích thành phố Hồ Chí Minh mình cũng mới xem xong chính là 2.095 km vuông. Giờ tiếp theo là câu B, người ta hỏi là diện tích Đà Nẵng lớn hơn diện tích Hà Nội là bao nhiêu km vuông và bé hơn diện tích thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu km vuông đúng không? Giờ như vậy là mình muốn biết diện tích Đà Nẵng lớn hơn diện tích Hà Nội bao nhiêu km vuông thì mình sẽ lấy diện tích Đà Nẵng trừ cho diện tích Hà Nội đúng không? Có nghĩa là mình lấy 1.255 mình trừ cho 921 đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ thực hiện phép trừ, mình sẽ tính nhẩm luôn nhé. Mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị, 5 trừ 1 được 4 viết số 4, 5 trừ 2 được 3 viết số 7. Tiếp theo mình sẽ lấy 2 trừ 9, 2 trừ 9 không được mà lấy 12 trừ 9 sẽ được 7. Như vậy kết quả là 334 km vuông đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ tính xem diện tích Đà Nẵng bé hơn diện tích thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu km vuông, mình sẽ lấy diện tích của thành phố Hồ Chí Minh trừ cho diện tích Đà Nẵng đúng như vậy mình sẽ lấy 2.095 mình trừ cho 1.255 đúng không? Giờ mình sẽ cùng tính nhẩm luôn, mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị, 5 trừ 5 được 0 viết số 0, 9 trừ 5 được 4 viết số 4, 0 trừ 2 không được mình lấy 10 trừ 2 được 8 viết 8 với 1, 2 này thêm 1 là 1 này thêm 1 là 2, 2 trừ 2 bằng 0. Như vậy kết quả sẽ là 840 km vuông đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nhé. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống như thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy bạn cũng xem nhé. Mình sẽ qua tiếp câu số 3 luôn. Giờ tiếp theo là câu Giờ tiếp theo là câu số 3, biểu đồ dưới đây nói về sức quả của một cửa hàng bán được trong tháng 12. Giờ như vậy là trong tháng 12 thì cửa hàng bán được sức quả qua sẽ là 4 42 đúng không? 4 42 cụm nhé. Còn vải trắng sẽ là 50 cụm. Còn vải xanh sẽ là 37 cụm. Giờ cho biết mỗi cụm vải dài 50 mét, dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau nha. Câu A, trong tháng 12 cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải qua? Giờ như vậy là quan sát biểu đồ thì ta thấy là trong tháng 12 thì cửa hàng bán được là 42 cụm vải qua, 50 cụm vải trắng và 37 cụm vải xanh. Như vậy mình sẽ tính số mét vải qua cửa hàng bán được trong tháng 12 bằng cách lấy số cụm đó là 42. Mình sẽ nhân cho 50, quy mỗi cuộn là 50 mét đúng không? Giờ như là mình sẽ lấy 4 50 nhân 42 hoặc là 42 nhân 50 cũng được nha, kết quả giống nhau thôi. Giờ như vậy là 50 nhân 42 thì mình sẽ lấy 5 nhân 42 hoặc thêm số 0 là quay sao đúng không? Thầy sẽ thêm số 0 trước thì thầy sẽ nhân. 5 nhân 2 là 10 với 0 với 1. 5 nhân 4 là 20 thêm 1 là 21. Như kết quả là 2.100 m. Đúng rồi. Giờ câu B thì người ta hỏi là trong tháng 12 cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu mét vải. Như vậy để tính được tổng tất cả bao nhiêu mét vải thì mình sẽ tính tổng số cụm đúng không? Mình sẽ lấy 42 cuộn quậy qua cộng 50 cuộn quậy trắng và 37 cuộn quậy quậy xanh thì mình sẽ tính được tổng số cuộn quậy cửa hàng bán được trong tháng 12 đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu B nhé. Như vậy mình sẽ lấy 42 cộng cho 50 cộng cho 37. Giờ mình sẽ tính nhẩm thứ này luôn. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, 2 cộng 0 cộng 7
là 9, đúng không? Số 9. 4 cộng 5 là 9 cộng 3 là 12. Như vậy tổng cộng là 129 cộng cùng quả đúng không? Giờ sau đó mình sẽ tính số mét vuông của hàng bán được tất cả trong tháng 12 là bao nhiêu. Bằng cách lấy 129 mình sẽ nhân cho 50, hoặc lấy 50 nhân cho 129 cũng được nhé. Giờ như vậy mình sẽ lấy số 5 này nhân cho 129 hoặc thêm số 0 hoặc sao. Bây giờ thầy sẽ thêm số 0 trước, giờ thầy sẽ nhân lên nhé. 5 nhân 9 là 45, viết 5 nhớ 4. À, 5 nhân 2 là 10. Khi 4 là 14, viết 4 nhớ 1. 5 nhân 1 là 5, khi 1 là 6. Như vậy kết quả là 6450 mm nhé. Giờ đặt số. Giờ câu A thì đáp số sẽ là 2100 m. Đúng rồi. Còn đáp số câu B sẽ là 6450 m nhé. Giờ như là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 có em nào có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem. Như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy hình dạng gì nhiều bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.